Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức, xin đừng bắt chước và ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với thuần phong mỹ tục của Việt Nam. Tất cả tập hợp ra đây mau lên. Mèo làm nhanh lên coi, tập hợp lẹ lên coi, nghĩ sao vậy để mọi người chờ ở đây nè. Chúng ta ngày hôm nay phải xây dựng cho xong lại cái ngôi làng của mình, chứ không để cái ngôi làng của mình bị như vậy được mèo. Làng của mình còn gì nữa đâu xây dựng giờ. Nè, để tôi nói cho mèo nghe nè, làng của mình á còn nhiều chỗ chưa xây dựng xong lắm. Chúng ta có một ngôi nhà mát bên kia bị bão đánh sập rồi mà chúng ta chưa hề xây lại được kìa. Ra vậy. Chưa nói tới việc bến cảng á, nó đã bị mục rồi. Tôi cần một người nào đó phải xây lại bến cảng cho tôi. Còn ở đây nữa nè, rác biển quá nhiều. Tôi cần một người đi dọn hết rác biển ở khu vực này. Trời ơi, sao mà có nhiều công việc làm dữ vậy nè. Đó thì tôi mới nói. Và đặc biệt nè mọi người, tôi phát hiện ra ở dưới giếng này á, nó có một cái con đường nào đó ở dưới này nè. Đó, mọi người nhìn ở dưới mọi người thấy không? Đó. Đúng rồi, nó sâu thì thôi luôn á. Là bởi vậy á, cái giếng này á, tôi nghĩ là nó thông ra biển, nên tôi cần một người đi trinh sát vòng vòng cái hòn đảo của mình để tìm con đường nào xuống giếng rồi. Hay, bữa nay công nhận bận rộn ghê luôn á, nghe thôi đã thấy mệt mỏi rồi. Đó thì bởi vậy, nhờ mấy bạn nhấn like quá chừng nè, bởi vậy tôi mới làm tập 2 cho mọi người xem nè. Mọi người thấy không, cái hòn đảo của mình có rất rất nhiều việc phải làm đó mọi người thấy không? Đúng rồi. Chia nhau ra làm đi, bây giờ Poppy thợ xây nè. À quên nữa, ngôi nhà của mình á chỉ có 3 cái giường thôi. Anh cần em làm riêng cho chị Panda một cái phòng. Chứ để á, chị Panda bà đứng bà ngủ và bà nhìn anh Hoàng sợ lắm Poppy. Đúng rồi, bà xây phòng cho chị Panda. Đúng rồi, em á phụ trách xây phòng cho chị Panda. Mèo á phải giúp tôi sửa là cái bến cảng mèo ơi. Chứ để chiếc thuyền của mình không có cái bến cảng. Đúng. Đậu ở ngoài hông mà. Bảo nó cuốn ba chiếc thuyền của mình luôn á. Còn riêng chị Panda nè, chị Panda, công việc cho chị nè. Không, chị á là phải đi kiếm tiền nuôi cả nhà chị Panda. Chị câu cá đi chị Panda. Đây mọi câu đây, mọi câu đây. Quăng cho chị Panda nè, cái con vuông nè. Tất cả bỏ vào đâu ra. Luôn quá. Rồi xong, chia nhau ra làm việc đi mọi người. Chị Panda, chị đi tôi câu. Sẽ đi trinh sát vòng vòng bãi biển. Sẽ đi chặt gỗ. Đúng chị rồi, đi câu xa đi. Xa, câu lâu quá cho chị Panda. Đúng rồi. Trời ơi, trời, hẹn gì đưa trồng quá chừng luôn. Bây giờ á, tất cả mọi người đều có công việc hết rồi mèo. Mèo mau đi, đi sửa bên cảng đi. Chắc tôi phải đi chặt mấy cái cây để có gỗ sửa bên cảng quá. Trời ơi, để cái bến cảng như vậy nè, nó nước quá là đẹp luôn. Còn cái bến cảng á thì trời ơi, phải gọi là oh my god, không biết cơn bão nào đã cuốn bay cái nóc nhà của bến cảng mình xuống đây. Cần tôi cắt hết mấy cái lá đi không? Dĩ nhiên là cần rồi, mèo nghĩ trang trí mấy cái lá này nhìn đẹp lắm hả mèo? Mẹ là coi cái con sát. Nó không có mua cá nữa rồi câu chi? Chị bắt buộc phải câu chị Panda để hôm khác mình bán lại cho nó chị Panda. Mình câu gì mình ăn cũng được. Ở dưới này cá quá trời luôn nè. Để tôi ra tôi dọn rác biển. Biết chỗ nào cá bự không? Ôi hình như phải có cái vợt kìa mới dọn rác biển được mọi người ơi. Hình như là ông lấy cái tàu ông ủi nó là được lắm quá đây. Ok, tôi sẽ lấy cái tàu tôi thử tôi đi trinh sát vòng vòng sẵn tôi ủi mấy cái con rác. Nó xuống đây nó chặt gỗ của mấy cái bánh tàu đâu có nói điên nào. Trời ơi mèo đánh nó mèo ơi. Nghĩ dạ, sao mà em chặt gỗ qua bến tàu đi Poppy. Đây, mình sẽ dùng cái tàu để đuổi cái rác biển nè. Ủi đó. Đó, đưa rồi nè mèo. Được. Chỗ chị đang câu nha. Ê, chị câu được cá bự quá nè hô. Chị Panda. Chị Panda đang câu được con cá quá bự luôn kìa. Giật. Từ từ. Trời ơi. Chị phải chờ nó ngủ kìa. Chị chờ nó ngủ đi vậy. Nè, câu lên đi chị Panda. Đó, giật dây. Chưa, để cho cá bự ăn cá nhỏ. Cá bự ăn, để cá bự ăn kìa. Giật vô đi. Để con cá bự nó ăn đi. Cá bự nó không chịu ăn. Trời nó tức. Giật lên gần gần nó cho để từ từ nó mới ăn chị Panda. Thôi chị Panda tiếp tục câu đi, em đi dọn rác biển đây. Đi dọn đi. Trời ơi chị Panda câu nãy được nguyên con cá bự luôn mà nghĩ sao bả làm sảy mất tiêu rồi. Quá tôi tìm thấy. Ôi, cái khu vực này có những con cá khổng lồ luôn này mẹ ơi. Cá khổng lồ? Ừ. Trời. Nó bự vậy. Trời ơi, con nó tôi mà cái khu vực này hình như nó bị chặn bởi rêu các bạn ơi. Bị ở rong nè, không có đường gì hết, không đi qua được. Cái tàu mình đi vô không được hả? Đúng rồi. Vậy là tàu mình nhỏ quá. Thôi, đó. Bây giờ mình về nhà đi, mình sẵn tiện coi Poppy có cần cái gì mình chở Poppy luôn. Chị Panda bự rồi nè. Đâu chị Panda, em đang chạy tàu về nè. Đợi đây, có chừng xúc kìa. Lẹ lên, chị Panda, cố lên, ghi vô, ghi vô. Chị Panda câu được cá bự kìa. Cá bự. Wow, chị Panda, được chị Panda. Mèo dọn bến cảng tôi ve tàu vô mèo ơi. Đang dọn mẹ ông ơi, chờ cắt lá xong cái. Mẹ dọn vô đi, tôi ve cái tàu tôi vô tới nè. Đưa có vô được. Tôi để đây nè. Ơi, chắc anh lộn quá. Để đó đi, mèo cùng mèo dọn tiếp bến cảng đi mèo ơi. Tôi trèo lên tàu tôi dọn luôn rồi nè. Rồi, trèo lên tàu dọn luôn đi mèo. Poppy ơi, em xây nhà tới đâu rồi? Poppy. Xây nè anh Út ơi. Em định làm phòng của chị Panda ở đâu vậy? Em đang xây phòng của chị Panda ở ngoài này nè. Đâu? Phòng chị... Wow. Em tính mở rộng ra xây cái cửa sổ lớn cho nó thoáng á. À, cái bàn này là hồi nãy là cái ban công này mà em đập mất tiêu cái ban công người ta rồi. Đúng rồi, em phải đập để em mở rộng ra rồi mới được chứ. Rồi, cũng được nữa, để anh đi sẵn tiện đi chặt cây anh giúp em luôn Poppy ơi. Mở cái rương ra. Đây rồi, cắt hết lá luôn. Bây giờ mình ra mình coi cái cây nào nó xấu số mình đốn nó coi. À, cái cây này mình nhìn cái cây
cây này là mình thấy nó mập kiểu không ưa rồi, bạn ơi mình đốn cái cây này luôn. Rồi xong, bây giờ về lắp cái phòng của chị Panda lại cho bà một cái giường, là tối nay bà khỏi ngủ bà nhìn mình nè mấy bạn ơi, để bà ngủ đứng và hí ớn quá. Quá wow, được đó Poppy, em xây gì được á. Rồi anh đặt lắp lên ở đây. Anh hồi nãy anh chặt ít gỗ quá, bây giờ để anh lắp vô cho nó đầy đủ hết coi. Em còn gỗ không Poppy ơi? Còn em còn. Rồi lắp lại luôn đi, lắp lại luôn đi. Cho cái phòng bà Panda vậy được rồi. Thôi hay thôi. Là cho bà Panda bà ngủ như vậy luôn Poppy. Cái gì nào? Sao? Trời ơi, một mình tôi dọn cái bến cảng nó bự quá, dọn không có hết. Đâu cái bến cảng đâu? Poppy làm tiếp đi Poppy. Ủa cái phòng gì bên đây hả? Đâu rồi? Poppy cần làm cửa sổ bự bự cho bà Poppy. Rồi, mèo. Bến cảng đâu mèo? Ông đâu rồi? Tôi dưới này nè. U là trời ơi. Trời ơi, cái bến cảng nó có lũng có nhiêu đây, mày cũng nói dọn hết nữa mèo. Bây giờ tôi cắt lá thôi là muốn gãy cái cây kéo rồi nè, mà không cắt hết lá luôn á, nhìn bến cảng bự lứ luôn á. Trời ơi, cái bến cảng này á, tại lần trước nó bị một cơn bão vượt qua, bởi vậy chúng ta phải coi lại, chúng ta sửa lại thôi. Mèo đập hết mấy cái này đi mèo. Nè, ông coi mấy cái đống nhà rớt xuống đây nè. Cái phòng của bà Panda nhỏ xíu đem mình Poppy xây được rồi, ông phụ tôi sửa bến cảng. Ok đây luôn, để tôi phụ mèo đập cái bến cảng lại nè. Rồi có gỗ không để lắp cái này lại? Nè, mèo dùng cái rìu á, mèo chặt cái máy nó nhanh hơn. Đừng dùng cái cúp mèo. Ồ vậy hả? Đúng rồi, dùng cái rìu nè, mèo chỉ cần đập bằng cái rìu nó nhanh hơn. Tôi tưởng đó là gạch chứ. Trời ơi. Nhìn nó vậy thôi chứ nó là gỗ mà, nó không phải gạch đâu. Có biết đâu. Như vậy không là chúng ta phải sửa lại hết cái bến cảng rồi đó. Mèo đứng trên bờ mèo đập cái mèo cho nhanh. Nè, tôi sửa được. Nè, tôi đang đứng trên bờ tôi đập nè. Rồi xong. Bây giờ á tôi cần có một người là có cái cầu thang cho tôi trèo lên trên đó ta. À ở đây có block cho mình trèo lên này, mày bắt cua lên mèo ơi. Ồ. Đây. Sửa lại bên cảng nè. Mấy bạn bảo là mấy bạn thích mình á là sinh tồn làm ngư dân đúng không? Hôm nay mình đã sinh tồn làm ngư dân rồi nha mấy bạn. Mấy bạn hãy nhớ cho video này của mình đạt 100.000 like nha mọi người. Mình sẽ livestream cái này cho mấy bạn xem nha. À, bây giờ từ từ cái đã. Sửa lại cái nắp luôn mèo ơi. Để tôi cắt hết lá trong nắp nha. Ok. Cái nóc nhà này không có đủ gỗ, không có đủ này làm nè, tôi có nhiều lắm nè. Rồi, đưa đây cho tôi lắp lại đi, nãy giờ mèo đập nhiều lắm đúng không? Đây nè, đây. Quá trời luôn. Ok, cảm ơn mèo rất nhiều. Thấy không, cả đống cả lèn luôn. Rồi, căn bản là chúng ta xong được một nửa rồi đó mèo. Trời ơi, giống một nửa quá, hôm qua đem coi một nửa nè. Lắp thêm không? Cắt, lắp phụ thêm đây. Ôi, bắt câu được cá nữa kìa mèo. Này chị Panda con cá dữ quá vậy. Nó bự không nè. Đó mấy bạn thấy không? Chị Panda chăm chỉ không mấy bạn? Các bạn thấy chị Panda chăm chỉ thì đừng quên cho chị Panda 100.000 like nha các bạn. Chọn video 100.000 like cho video, 100.000 like cho mọi người. Trời ơi, phụ tôi xây cái nóc nhà tôi chăm chỉ vậy, sao không cho tôi 100.000 like? Ừ thì nãy giờ ai cũng cho mèo 100.000 like mà mèo. Được rồi đó mèo. Được đâu được, còn thiếu quá trời nè. Hãy cho chị con chích cá bự nữa nè, nhìn nè. Ghi vô, ghi vô. Vô đi chị Panda. Ghi nó vô. Giỏi lắm rồi. Chị Panda là nhất nha. Bà Panda nó bắt câu ghê lắm. Ôi, mình thiếu mấy cái dán gỗ mèo ơi. Dán gỗ ừ. Hả? Nè, ông phụ tôi lắp cái này. Chưa nói tới việc mấy cái tường này còn bị bể nữa chứ. Mấy cái tường này còn bị bể nữa nè. Ôi, trời đất ơi. Để tôi coi mày có cái cúp không mèo cho tôi mượn đi. Có cúp nhưng mà nó nghe nè. Hay là mình để dành tiền mình mua lại cái bến cảng này đi chứ mình sửa mệt quá à. Mình để dành tiền mua lại đắt tiền lắm mấy mèo. Mày biết cái bến cảng này biết bao nhiêu tiền không? Ông nhìn đi, bữa nay bà bán cái con cá bự vậy sợ đi cho nó đỡ. Trời ơi, tại chị ra là người câu cá ở đây rồi chị kiếm tiền cho gia đình đó. Chị câu vô đi chị Panda. Này bà câu cá bự không hả? Để bà câu mà lấy tiền mình sửa hết câu rồi. Trời ơi, ơi mèo, ở đây có cái đống gì nè mèo. Đống này lấy gì sửa bến cảng không? Không biết nữa, cái đống này chắc về mình lá thay nó bằng đá mình lắp vô được á mèo ơi. Trời đất ơi. Ừ, bến cảng mình nghèo mà mình có cái gì mình xài tạm cái đó đi mèo. Cái này giống sỏi ghê. Ở trong đó có gì kìa mèo? Cái gì? Không biết nữa. Ôi, ông tìm được hả? Ôi, ở trong đây có hang động bí mật. Mèo, có đuốc không? Gắn đuốc vô mèo ơi. Chị Panda, nhìn nè, ở đây có hang động bí mật. Ôi da, xong đúng rồi. Mình mở được cái hang này mèo. Ôi là trời. Ở trong đây có nguyên con cua luôn kìa. Đại tôi. Ôi trời ơi. Ôi, con cua này nó chúc mừng mình nè mèo. Chúc mừng cái giống vậy, mình làm gì chúc mừng đó. Ủa, nó có nguyên cái ngôi sao biển luôn nè. Ở đây nó có cái giường nữa. Rồi xong, cua đi ra cua, đi ra. Chỗ này bây giờ. Cái này chị chiếm cái khu này được không? Bây giờ cái chỗ này sẽ là nhà của bà Panda. Dạ, đây sẽ là nhà bà Panda, đẩy xuống đó đi, đẩy xuống. Con cua đế nè. Ê, ê, khoan khoan, một người bắt nó bán không? Nghĩ sao mà đòi bắt. Ừ. Nó đi rồi, nó đi kìa mèo. Nó tự lết xuống hả? Ừ. Đó, đó nó đang đi từ từ xuống kìa chị Panda. Thôi để tôi đẩy nó xuống chỗ lẹ. Đi, đi. Rồi sao? Nó biết thân biết phận nó rồi đó. Mấy bạn ơi, tập này mình gặp nguyên một con cua khổng lồ luôn và bây giờ con cua này nó nhường cái nhà này lại cho chị Panda. Đi thì đi cho chắc. Con này có con cua mọi người ơi, con này con giả tàn. Thôi kệ đi, tha cho nó đi chị Panda. Rồi, nè, phòng mới của chị nè chị Panda. Từ nay chị có nguyên cái phòng luôn đó. Ủa sao cái phòng chị nghe nó lạnh lẽo dữ vậy? Ai cũng để ở trong nhà riêng chị Panda ở dưới hang rồi. Chị Panda làm người đam mê. Chị gãy lên, chị nói chị không hỏi ai đâu. Bạn có cua làm bạn. Rồi, nghĩ sao mình đang đi đào đào kiếm đồ về sửa cái gì lại. Rồi. Sửa được rồi nè. Cái bên cảng mình tự động sửa hả? Ừ, mình nói nãy giờ mình sửa đó là nó tính mình hoàn thành rồi đó mèo. Vậy luôn hả? Ừ. Trời Wow, sau khi sửa được bên cảng, mình nâng cấp được chiếc tàu của mình.
à quá. Xế tà luôn rồi Quốc ơi. Rồi luôn, ngày hôm nay tụi mình đã làm việc rất là cực khổ vất vả luôn rồi. Đi lên thôi, coi Phoppy lên. Coi Phoppy đã xây được tới đâu rồi mọi người. Hy vọng là Phoppy nó đã xây xong được cái ngôi nhà cho chị Panda rồi. Bây giờ công chuyện của ai cũng xong hết rồi đó. Tới Phoppy nè, chưa xong mà tới công chuyện Phoppy ơi. Đâu đây, bước ra đây. Phoppy ơi, bước ra đây. Trình bày mọi người ơi, xây xong rồi nè mọi người. Wow, chị Panda có phòng đẹp thiệt nha. Cái cửa sổ này lớn luôn nha. Wow, thằng gặp cái sổ chị Panda luôn. Chị Panda lên đây coi phòng của chị nè, chị Panda ơi. Panda đâu vậy? Từ từ. Mèo giật bả lên đây coi mèo. Không có cho bả câu cá nữa mèo. Bắt okay. Bả về cho bả có chỗ ngủ mèo ơi. Để tôi lôi bả chứ con cá bả lên đây luôn. Rồi, xong. Rồi xong. Phòng của chị đi chị Panda. Wow. Đó. Cái phòng này là dành mấy bạn nhớ nhấn subscribe cho mình và chị Panda và mèo và Poppy nữa nha mọi người ơi. Xong, bây giờ tối chỉ có chỗ ngủ rồi. Bây giờ cũng tối rồi đó mọi người. Poppy này nó không dám để cây đèn vô nữa, khổ quá. Hôm nay làm việc cũng mệt rồi, bây giờ tất cả mọi người đi ngủ đi. Ngủ thôi. Ồ, mặt trời lặn rồi. Ơi, mặt trời lặn rồi, ngọn hải đăng nhìn đẹp lắm. Từ từ để tôi chạy lên tôi nhìn ngọn hải đăng nữa coi. Chúng ta hãy lên ngọn hải đăng và cùng bây giờ nhau chúng ta lên ngọn hải đăng. Đây. Đi dậy. Đó, mấy bạn thấy không? Mặt trời đã lặn rồi, ngọn hải đăng của tụi mình nè. Đó. Ồ, cái hòn đảo bên kia tính ra còn nhiều thứ để mới mẻ để chúng ta làm đó mọi người. Các bạn nhớ nhấn like cho video này để tụi mình livestream nha mọi người. Và các bạn muốn tụi mình sống cùng một nhà hay là cả ba người, mỗi người sống riêng một nhà mọi người. Thôi, mặt trời hết luôn, xuống núi luôn rồi kìa. Rồi, bây giờ chúng ta ngủ sớm để ngắm hoàng hôn và thức dậy để ngắm bình minh. Đó, nãy giờ nó điên rồi ơi, bây giờ đi ngủ nè. Đi, đi vô nhà ngủ. Ê, ngủ sớm nhà... ngày mai vậy mình còn làm nhiều việc nữa. Còn thiếu cái nhà mát của mình ha, nếu mà sống nhà mát thì chắc đã lắm luôn. Đúng rồi, đi nè mọi người. Thôi Poppy, qua ngủ với bà bên đây, bà ngủ mà nó sợ ma lắm. À, rồi, rồi, rồi. Cảnh thật là bình yên mọi người ơi, chúc mọi người ngủ không? Bây giờ lên ngủ. Hôm nay là ngày thứ hai mà chúng ta đã sống trên đây rồi. Mình đã bắt được 7 con cá rồi mèo. Oh, hôm nay thật là vui vẻ. Đây là một ngày mới tiếp tục. Chị Panda đưa cá cho em đi bán chị Panda ơi. Bán cá lên cấp thôi. Mấy con chim ăn cá của tao. Ê, bắt trùng, trời bắt trời trùng luôn nè. Ở đây có quá trời rác luôn nè, không biết chị Panda xả rác đúng không? Chứ còn ai nữa. Chị vậy nhưng qua chị bắt đi câu cá hả mình? Lấy đâu xả? Bả xả rác chứ ai. Chị Panda xuống đây đưa cá chị Panda ơi. Rồi, xuống liền. Cá nè, trời ơi, thối thì chạy không kịp luôn á. Té lên té xuống luôn á. Rồi, đúng rồi, chị câu toàn cá lớn chị Panda. Quá là xịn luôn chị Panda. Bán được không? Bán đi. Không được, không được. Quá trời luôn. Wow, một con 8 đồng luôn chị Panda câu được 3 con. Ồ, quá trời cá luôn chị Panda. Hôm nay chị đã làm rất là tốt công việc của chị. À, ra đây rồi, tươi câu cá nè. Cái gì mèo? Tôi câu được con cá bự. Ê, câu cá bự nha, đừng câu cá nhỏ nha, cá nhỏ người ta không có mua nữa. Mình bán nhiều cá nhỏ lắm rồi. Nè, nè, câu cá bự không? Đúng rồi, câu cá bự đi mèo. Từ từ, đánh ra, đó. Ủa, con này lì cái câu gì đó. Mèo cố lên đi mèo, sắp được rồi đó. Vô, câu giật. Ê, đừng giật dây nữa, bây giờ nó mèo mà giật, giật. Đó, đưa cho tôi, đưa cho tôi. Nói công chuyện liền. Đó, mèo giỏi thiệt luôn á. Có con cá màu trắng đằng kia kìa, bự lắm. Đứa nè. Bây giờ có 24 đồng để tôi kiểm tra coi từ từ. Đây là 32 đồng rồi, để tôi kiểm tra xem thử coi chúng ta có nâng cấp được cái gì nữa mọi người. Trên nhà có tiền á. Hình như chúng ta nâng cấp bằng tay, bằng thủ công hết rồi. Đó, các bạn thấy không? Ủa chưa, còn cái cảng mình còn nâng cấp được nữa. Nâng cấp cái này phải tốn 64 đồng ngợn. Mất tiền thiệt luôn á. Nói nghe nè. Sao? Trong nhà có tiền vào đây. Đâu? Bà Panda bà bán cá hôm qua bà giấu một mớ tôi biết. Lên đây. Trời trời. Tôi lấy cho ông coi. Bà trơm. Bà trơm tiền riêng nữa hả? Bà giấu tiền riêng chứ bà là trơm. Đâu? Đâu? Là tôi kiếm cái rương của bà. Cái rương của bà đâu rồi? Đây nè, ông dòm đi. Bà giấu sau luôn. À, bà đặt giấu tiền riêng nè. Đâu? Thôi. 64 đồng luôn. Một sắc luôn hả? Đó, rồi xong, chị Panda được. Chị Panda dám giấu tiền riêng với mình hả? Bây giờ là tiền của chị Panda được xu vào công quỹ rồi. Hello Poppy. Hello. Em không thấy được gì hết nha Poppy. Hello, Nốt. Wow, tiền riêng của bà nâng cấp được cái nhà thuyền này mèo. Nâng cấp lên thử không? Ê, hay là cái nhà mát ta? Nhà mát đi, nhà thuyền mình có rồi. Nhà mát lên trên. Ờ đúng rồi, nhà thuyền mình sửa bằng tay rồi. Thì đâu, đâu, khoan, khoan, nhà mát đâu? Rồi, tôi mới nhắn sửa đó mèo. Kìa kìa, nó đang nổi bong bóng lên nè. Wow, cái nhà mát lên kìa. Ủa, cái này là sửa rồi hả ta? Sửa rồi đó mèo. Sao tôi cảm thấy nó lạ lạ sao á? Trời, người ta có miếng rong rêu vậy nhìn nó mới đẹp. Ơi, trong nhà mát có cái rương. Có tiền không? Cái rương này có một cuốn nhật ký và bốn cái kính ông giờ này mèo. Wow, bắt rồi các ông chia nhau nè, đi. Chia nhau ra nè, tôi có trước cái rồi nè. Em cầm xuống đưa cho chị Panda đi Poppy. Đó. Quá trời chữ luôn, mình làm biến đẹp quá. Ê, út, cái cây vàng vàng ngoài kia là gì vậy? Đâu, để tôi lấy ra tôi dòm cái cây. Thấy cây vàng vàng đó không? Cái cây này giống như là cái văn tự cổ đại của người cá. Tôi cảm giác như cái đó là nó báo hiệu là ngoài đó có rất nhiều cá lớn, hãy ra ngoài đó vào câu đi. Ở đây cũng có một cây nữa nè. Đúng rồi á. Ở đâu cũng có một cây đó mèo. Để
để làm sao mà đi kiểm tra. Trời, tôi tưởng tôi thấy con chim này nó bay mà tôi tưởng nó bà panda không á. Nhìn nó trắng đen kìa. Tôi tưởng nó bà panda nó bay tôi được luôn á. Ông nghĩ sao nhìn con đó bà ra được. Con này đang ngồi dưới nước nữa nè. Thế hình như là tôi thấy cái gì đó nãy tôi thấy cái gì dưới nước các mèo. Kiếm tiền nâng cấp thì đi, sau đó chúng ta sẽ đi câu và nâng cấp thêm mấy cái này nữa nè. Ê mèo ơi, thật sự là tôi thấy cái gì đó dưới nước các mèo. Cái gì đó là cái gì? Tôi không biết, nó giống như là một cái di tích cổ đại dưới nước vậy đó mèo. Di tích Atlantis à? Ừ, giống như Atlantis vậy đó, nhưng mà không biết mờ quá, mọi người có nhìn thấy không ta? Atlantis nó đã trồi lên bờ rồi, lấy đâu ra mà có dưới nước nữa. Thôi mẹ không tin thôi, mốt tôi á sẽ đi xuống dưới, bạn nào mà cho video 100k like mình sẽ nhảy xuống dưới mình moi thử ở dưới có cái gì các bạn ơi. Mình thấy giống như cái di tích cổ đại dưới nước vậy đó. Thôi đi câu cá thôi. Thôi hôm nay mình cũng đi câu cá các bạn ơi. Ngày hôm nay là sẽ là ngày mà cả team tụi mình đi câu cá kiếm tiền để chúng ta thể nâng cấp chiếc tàu lên mèo ha. Rồi bây giờ chúng ta chỉ có thể câu mấy con cá nóc, mấy cá lớn ở nhà, cá nhỏ là coi như là nó không mua nữa đâu đó. Dung nè. Chứ mình bán cá nhỏ nhiều quá nó không mua nữa. Đúng nó rồi. Cá nhỏ thôi nha mọi người. Chúng ta hãy nhớ là kiếm cá lớn thôi nha. Hứa, có đi ra xa với tôi được câu cá lớn không nè? Đúng rồi, từ từ tôi thấy có một cái vị trí này con cá có vẻ đắc địa nè mèo. Trong khi đó mình sẽ đi đặt thêm mấy con này nữa. Tính ra cái hòn đảo này mình còn nhiều chỗ mình chưa khám phá lắm đó mèo. Sao tôi thấy quá trời trùng gì kinh dị quá. Ừ, trùng dưới đất quá trời luôn nè. Ôi trùng quá. Tôi chở ra ngoài xa câu cá. Ê mèo, lên đi đây cho tôi lên thuyền chứ ở dưới này không có gì hết trơn. Tôi mới nói lên đây, tôi chở ra ngoài xa câu cá. Rồi mèo, chở đi mèo ơi. Đây, Phong Bi có đi không? Lên, muốn quẹo á thì ra đứng giữa thuyền, là mèo chạy đi mèo. Rồi ok đi nha. Rồi, chạy đó. Chạy theo mèo nè, chạy đi mèo ơi. Ôi ôi, cái heo, cái heo, cái heo, cái heo nó cắn tôi mèo. Đợi tôi đi. Có nhiều đó. Ôi tôi sợ mấy cá heo lắm. Ôi dưới này có quá trời mấy cá bảy màu nè mèo. Đằng này có cái trụ nè, đi là cái trụ nó hết. Trụ nào? Thế Phong Bi nó bơi dưới nước, không bơi gì đâu mà nhặt thấy sợ. Ôi trời luôn. Trưa rồi. Ôi em làm cá luôn rồi chứ không phải là cáo nữa. Ôi cái giận. Ở dưới này nhiều san hô quá mèo. Hết rồi, tôi nói đúng rồi. Con cá bự lắm. Đâu? Từ từ san hô nó rút giò tôi. San hô mà rút giò ông. Ê, tôi cảm giác như là bị lôi xuống nước mèo ơi, tôi sợ lắm. Rồi đâu mèo? Lại đây, cá rồng cá chép rồi cá rồng quá chừng luôn. Ê, ở dưới này có một cái gì đó dưới nước kìa. Xuống dưới khám phá không? Thôi từ từ đi, để cho mấy bạn nhấn like nhiều thì mình sẽ nhảy xuống dưới mình khám phá cho mọi người xem nha. Dưới này cái gì á mọi người ơi? Nhìn rồng cá chép ở dưới đó kìa. Đâu đâu rồng cá chép đâu? Đó con vàng vàng đó, chà má ơi, để tôi câu nó. Mày hả mày, rồng cá chép với ta hả? Bắt mày luôn. Ông phải câu mấy con cá nhỏ nó mới cắn được. Để coi nó cắn không ta. Có mồi trùng nó không ăn á. Mồi trùng nó không ăn, mà cá nó mới ăn. Ừ, mấy con này chắc là nó khó tính hơn mấy con trong kia ta. Dĩ nhiên rồi. Rồi mèo té xuống nước luôn rồi. Ê con game mà lại mày cắn câu hay là tao sẽ đánh mày hả con game? Nó không cắn đâu mèo ơi. Nó khoái ăn mồi mấy cá con, cho mấy cá con cắn câu trước đi rồi nó sẽ cắn. Nè 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 nè, nó đang bơi nó quẩy dữ lắm nè mèo. Mấy cá này nó khó ưa thì ta ăn chi một trùng. Hình như là cá bầy mình câu chung chỗ tụi nó không thèm cắn luôn. Mấy cá ngoài này nó khó tính lắm mèo ơi. Không có đâu. Rồi sao hình như là tôi thấy không cắn câu rồi đó, không có cắn câu. Chắc là mình phải có cái mồi khác hả ta. Ủa sao mấy cá nhỏ không cắn câu nhờ? Thôi lên tàu đi. Ơi con gì vậy? Con gì? Ơi cái con gì nè? Đâu? Con gì nè? Ơi cái con quái thai này bán được nhiều tiền lắm á. Tàu người ta cũng quái thai vậy. Người ta vậy mà em nói ta là quái thai rồi Bobby. Ta lời quái thôi chứ ta không có tiền. Cái con cá gì răng không nè mèo? Cái con đó bán tới 12 đồng. Ôi khám phá được đại dương toàn mấy con cá gì ghê ghê không các bạn ơi. Ủa cá răng nó cặp anh cá là. Thôi anh biết mất rồi Bobby ơi. Anh không dám trèo lên con cá nữa đâu. Bắt miếng thịt luôn á. Thôi lên nè. Đi về nè, lên Bobby ơi. Rồi về trước đi, tôi đứng đây tôi câu được con nào hai con đó. Lên. Anh chèo thuyền về luôn mấy con cá ở đây thấy gớm quá mấy bạn ơi. Con cá này nó không câu được cái gì hết trơn á. Nãy giờ từ sáng tới giờ rồi cả team tụi mình sần sần á, không câu được bất kỳ con cá nào luôn á. Trời đất ơi. Tôi nói rồi đâu phải câu cá mới được đâu, đứng trong bờ câu thôi. Trời Phong Bi nó bơi chung với cá heo nó bơi lẹ. Em nói anh em tiến quá thành cá rồi. Giờ là cá bi. Giờ là cá bi luôn rồi, hết Phong Bi rồi mẹ ơi. Hy vọng là mình sẽ câu được con cá lớn giống chị Banda. Chắc nãy giờ bà Banda mới câu được nhiều cá lớn lắm rồi. Đúng rồi. Cá bự kìa, mình câu được con cá bự thiệt bự luôn nè mèo ơi. Ôi ôi con cá này nó bự quá các bạn ơi. Ôi cá ơi, cắn câu giùm một cái đi cá ơi. Cá ơi, cá giật mày vô đây. Rồi đứt dây luôn. Ôi, đứt dây luôn. Cá bự thiệt bự luôn á mèo. Trời ơi, đâu có số câu được cá bự đâu. Được chứ sao không mèo, mèo đừng có giỡn với tôi sẽ câu được con cá bự cho mèo xem nè. Ôi nha. Mấy cái con này chứ giật dây nè. Đây, bắt cua lên đây. Đó, mình phải câu cá rồi bắt cua các bạn ơi. Đó, giật vô. Dạ, câu cá mà nghe điêu liền. Để cho mấy con cá bự nó cắn con cá này mới được. Cá bự đâu rồi, bu lại đây đi, cắn cá con của ta đi. Đúng rồi, cắn vô nè, nó. Đó, mấy bạn thấy nó cắn không? Từ từ nha, một hồi có con cá bự hơn nó cắn câu nữa nè mấy bạn. Ơi, tỉnh dậy, bơi ra đi kiếm một con cá to đi mà. Đừng có bơi lại gần đây, trời còn bơi chứ. Trời ơi, nó bơi ngay dưới chân mình luôn kìa. Đáng ghét thì chứ, mình lại tiếp tục câu được một con cá nhỏ nữa. Ôi, biết bao giờ đến Hút mới câu được con cá bự giống chị Banda đây. Đó, từ từ nha, một con cá bự nó sẽ lại nó cắn con này. Ê, tức mấy con cá nhỏ, tôi không muốn câu nó mà nó cứ cắn câu hoài, nó cứ bơi vô
bờ hoài. Không, mẹo, mẹ phải bình tĩnh thôi mẹo. Mẹ phải để gì nè, con cá bự nãy giờ nó đang để ý nè đó. Các bạn nhìn đi, cái mặt của nó kìa. Đó, từ từ nha, nó sẽ lại đây nó cắn câu nè nha. Cá bự, cắn đi, cá bự. Trời ơi, cắn đi. Ơi, mấy con này nó đáng ghét như vậy. Sao mày khôn quá vậy cá? Ê, không biết cách nào mà câu được con giả tràng ha. Ê, con giả tràng làm sao mà câu mẹo? Ê, giả tràng như lá vợt bắt á. Cắn câu, yeah, con cá bự cắn câu nữa rồi. Ok, mình phải điêu luyện nha các bạn. Giật dây. Yay! Tôi sắp câu được con cá bự, tôi câu được con cá bự 3 sao luôn mèo. Nè, coi tôi câu con cá bự nè, hốt nè. Đâu, mèo đang đâu? Mèo đang ở đâu? Tôi đang ở ngoài đảo, tôi đang câu cá. Mày mèo ngoài đảo tôi không thấy được mèo. Yay! Trời ơi, tôi là cá bự nè. Mèo câu được con cá xanh luôn hả mèo? Dĩ nhiên. Rồi tôi câu tiếp một con cá nữa cho mèo coi nè, coi hôm nay ai câu được cá bự. Coi bữa nay ai câu được nhiều cá bự nha. Tôi câu được con cá bự hơn của mèo nữa nè. Cá ơi, cắn câu đi, cắn câu đi cho mèo biết ai là mới làm bà rồ thật sự đi cá ơi. Bữa nay tôi mà đem cá về là ông sẽ khóc thét với tôi quá. Sao con cá này nó không cắn câu tôi ta? Từ từ tôi quăng câu xa hơn nữa. Trời, có con rùa nữa kìa. Con rùa hả mèo? Ừ, tôi thấy con rùa. Ai mà đi câu con rùa hả mèo? Rùa ơi, cắn câu chị đây, đi. Đây đây, từ từ nha, sẽ có một con cá bự. Mẹ chị câu con cá quá bự, chị lôi nó đi luôn nè. Em thấy từ xa là chị Panda, em không ngờ là chị dơ vậy luôn chị Panda. Con cá người ta bỏ lôi đi kìa. Bỏ lôi con cá bự đi luôn kìa mèo. Được không? Được. Chị dí nữa đó. Trời ơi, làm gì cũng được này chị Panda. Cách nào lớn cá đi vậy? Con cá nhỏ xong rồi chị lặn xuống dưới chị kiếm cá bự. Ôi, con cá của em vừa mới nâng cấp lên được nữa nè. Từ từ nha, sẽ có con cá bự là cắn câu nè. Nè nè, từ từ nè, con cá này nè. Cắn, cắn vô. Ê, mà cắn chị vô. Có một kiểu cá bự rồi nha. Không, có con cá bự màu trắng đó chị Panda, nó bự hơn cá bự đỏ. Cá bự mà có tính nhiều kiểu nữa kìa trời. Ơi cá ơi, cắn câu của tao đi. Trời ơi, cá. Cá ơi là cá, cắn câu đi mà. Ôi, cá ơi. Cá ơi ngủ đi. Nè hốt hốt nhìn nó hốt. Nè, đó thì nhìn đi mà ganh tị. Em sắp câu được cá bự thì chị Panda, em không thèm ganh tị với chị đâu. Cá ơi. Ngủ đi con. Đó. Từ từ con cá này. Dùng dây rồi. Ba sao? Quê quá chị Panda ơi. Chị Panda gà quá. Trời ơi, nghĩ sao chị câu cá mà chị đòi cho cái mỏ người ta tươi vậy ta. Nè, chị nhìn nè. Phải lặn xuống chị nhử nó. Kéo. Trời ơi, bà Panda bắt câu cá kìa, thật quá mèo bắt câu cá mà chị xuống nước bà quánh lộn cá luôn. Nào. Ông tính nó là bự rồi. Ông phải kéo con cá đi. Ê, nghe cả team mình ai cũng câu được cá bự hết mèo. Ừ, ông kéo con cá đi. Giật vô. Ủa, con cá tôi nâng cấp 2 lần luôn rồi nè. Từ từ nha, sẽ có một con cá bự lại cắn câu. Ngựa con cá bự đi, cắn đi mà. Cắn nhử nó hết rồi, chứ đừng đứng chỗ lâu lắm. Đúng rồi, mình bơi mình nhử đó. Ông kéo con cá đi luôn, hiểu không? Nè đi qua đây. Qua đây nè. Tôi tích cái con một mắt này nó không cắn con cá nữa. Rồi tôi lặn đây nè, cá ơi, tao đem lại cho mày một con hàng ngon, đây rồi. Nè, thấy chưa? Cá đỏ từ từ phải làm cho nó xỉu trước cái đã. Từ từ nha. Nè, bay đánh cho mày một cái nè. Rồi, đó. Ôi, được rồi nè, câu được cá bự hiện nay cách của chị Panda có tác dụng. Từ từ em câu lại chỗ cá tán chị Panda. Từ em câu chỗ con cá tán này, đánh một cái đó, được nữa đó mèo, lên lên cắt được một con nữa. Có tao coi cắt được câu cá còn cắt được ông nữa nè. Từ từ mèo lấy cái thiềm mèo câu hả? Câu tôi lo con cá lên bờ luôn. Bà Panda bắt câu được cá heo hả? Cái gì được đó mà được, nó bay ngang qua thôi. Trời ơi, em tưởng là chị câu được con cá heo á chị Panda. Đó, tôi thấy không, giật nè. Từ từ chị Panda ơi, em đang bay hay em bắt con cá này nè, đứng lại coi. Ôi chị Panda, cá xanh rồi nè, hút tôi nhìn thấy nè. Em câu được cá xanh rồi chị Panda. Có ai câu con cá trên thuyền được như tôi không? Từ từ, tôi đang câu cá xanh mèo, mèo đừng có làm tôi bối rối mèo ơi. Nhanh lên, trời tối rồi, tao phải về nhà tao ăn cơm nữa. Từ từ, con cá xanh này nó lì dữ lắm mọi người. Đang trong cái lúc nguy kịch mà còn tối nữa. Giật dây nè, giật vô con cá này nó khó câu lắm á chị Panda. Trời ơi, tôi tức quá. Ôi, cắn cặp, giật. Ôi, con cá này nó không nó ngủ vừa luôn. Nó ngủ mình sáng, cái là nó tỉnh á. Đúng rồi. Đâu. Cá xanh này nó mình vừa ngủ, nó vừa ngủ là phải sáng vô liền chị Panda ơi. Con cá đỏ nó khó câu thiệt luôn á. Con cá đỏ nó dễ câu quá mèo. Ai nói, nãy giờ nó lì cho con câu vậy nè. Trời ơi, con cá xanh tôi mới lì nè, nó không chịu cắn câu tối luôn nè. Con cá đỏ nó dắt tôi hả? Cá xanh ơi, vô đây nè. Ôi, dừng. Em câu được con cá xanh rồi nè. Trời ơi, con chỉ nó đang 4 sao. Thôi tôi đi về đây. Rồi, bây về chị Panda rồi, bà Panda bà còn á ôm cá xanh của bà kìa. Nè. Rồi tới sáng luôn. Chị Panda quặt miếng cá tới sáng. Uống miếng cá bị nhiễm độc kìa. Không phải cá bị nó bị dính rác á Poppy. Em lấy cái thuyền em ủi cho rác nó bể á Poppy. Mọi người ơi, khuya rồi, vô nhà ngủ nè. Vô. Ờ mèo còn ngồi đang ráng câu con cá này nữa mèo, đi vô ngủ nè. Nó nhưng mà thôi chắc tôi ngồi đầu nó vô luôn đi là vừa. Rồi, xong hết cá rồi. Rồi, vô đây để tôi bán cái con cá luôn rồi. Dạ đỏ cá nha. Ê, tao mua cá lên nè mèo. Mua cá hả? Ê, mua là cá nhỏ nè, trời ơi. Trời ơi, làm sao giờ chơi cá nhỏ không chịu mua, không chịu lấy. Đó, tôi bán quá trời cá nhỏ luôn nè, chứ ai nó không mua đâu, tôi bán nè. Tôi tưởng là tao hết mua luôn. Rồi, chơi cá nhỏ đâu hàng câu luôn. Tôi câu được mấy con cá màu hồng bự luôn nè. Đủ cá lớn, cá hồng tôi mới bỏ người ăn đó mua. Ủa vậy hả?
mọi người bán cơm hút đi mọi người. Tôi bán được 3 con cá bự màu xanh luôn nè. 3 con cá đó tôi có 2 con rồi. Mọi người ơi, tôi có 2 con cá bự màu xanh nữa nha. Bobby, em làm cái trò gì em câu quá chị cá nhỏ Bobby. Heo có một con cá bự nè. Trời ơi, chị Banda. Chị Banda cho coi nè, chị Banda là bà rầu câu cá. Em buồn hết, chị bị sảy con cá xanh rồi, chị tới đó. Rồi xong luôn. Thôi kệ chị Banda. Tính ra con cá rồi chị kiếm lại. Có mình tôi câu được cá xanh luôn ta. Tôi câu được cá xanh mà, tôi câu được một con. Tôi câu tận 2 con lận đó. Vậy là chúng ta có 3 con cá xanh đó. Đúng rồi, à. Bây giờ chúng ta sẽ nâng cấp chiếc thuyền lên Mèo ơi. Nâng cấp hả? Hay, sơn thuyền không? Sao ngủ đi, sáng dậy đi, nâng cấp cho tôi okay. À. Ok, đi ngủ đi, đi ngủ đi. Ngày tiếp theo chúng ta sẽ dậy nâng cấp mọi người ơi. Đi ngủ, đi ngủ, đi ngủ. Ôi, ngày thứ tư luôn rồi Mèo ơi. Sáng rồi. Dậy đi, tất cả chúng ta dậy mau. Muốn nâng cấp thuyền nè. Đã có được một cái thuyền mới. Tới lúc nâng cấp thuyền. Đúng rồi. Đây. Nâng cấp đi nào, Deadpool của ta. Bây giờ nâng cấp cái gì đây ta? Nâng cấp cái thuyền. Nâng cấp cái gì của cái thuyền á? Ê, cái thuyền có cái kho nè. Đúng. Để tôi tạo cái cá trong đó. Nâng cấp cái kho hả? Nâng cấp cái chỗ ngồi á Huynh ơi. Đúng nữa. Tôi không thấy cái chỗ nâng cấp chỗ ngồi mọi người ơi. Chúng ta thấy nâng cấp cái kho nè. Vậy hả? Để tôi nâng cấp cái kho thử cho nó, thử xem mình nó như thế nào. Tao nượm vô, ịnh vô thử cho coi chơi. Ảnh với cái thuyền. Sao nó chỉ vô ngồi vậy? Cái rổ nè. Có hiểu rổ nhưng mà mở là để cái vô được không? Được nè. Wow. Được. Nâng cấp màu sơn đi. Ê, bây giờ chúng ta sơn lại chiếc thuyền đi ha. Rồi, từ từ để tôi đậu cái thuyền này. Đưa thuyền vô bên cảng đi, mình nâng cấp lại mọi người. Đây, cái màu sơn đúng không? Không có chứ anh ơi. Nâng cấp màu sơn nè. Rồi, nâng cấp màu sơn đây. Sơn lên đây. Trời ơi, tôi màu xanh vậy. Ủa, nó giống màu xanh biển không rồi. Có bi nè là đem sơn vào màu nào? Ôi, màu nào được nè, nhiều màu lắm. Sơn màu cam á. Màu đỏ đi. Thôi để tôi sơn lại cho mọi người vừa lòng nè. Không màu hồng, không màu đỏ, không màu cam. Tôi sẽ lấy màu xanh da trời. Màu xanh da trời không màu đẹp chứ mẹ. Màu hồng đi. Màu xanh lá đi. Nè. Không, màu vàng đi. Tôi thấy màu vàng được á. Màu vàng hả? Giờ ngày đổi màu khổ quá. Nè, đó, tôi bỏ cái này vô trong cái chỗ của chiếc thuyền nè. Coi ai đó, làm cái gì. Thôi mà bữa nay chị đi thì cho đem trắng đi. Đó, em bỏ vô trong cái kho rồi đó. Bữa nay chị đi thì ra đó. Nâng cấp tiếp nè. Nâng cấp đèn đi, mình thấy đi câu đêm nữa mọi người. Đúng rồi. Rồi, tất cả xuống. Xuống để xuống cái thuyền nào. Nâng cấp đèn. Ui, có đèn. Wow. Có đèn rồi kìa. Đúng. Wow. Nâng lên cành đào. Tuyệt vời thiệt. Em có như nâng cấp hết được không? Từ từ để tôi coi còn nâng cấp chỗ nào nữa không ta. Ừ, nâng cấp gì nâng cấp được hết luôn. Nâng cấp được cái đội ủi tảo này mèo. À, lấy gì? Tảo nè. Trời ơi, cái đó mình thiếu á, ngày qua mình không có đi được á. Đúng rồi chứ còn gì nữa, tôi nâng cái đồ cắt tảo luôn. Trời ơi, nó gắn thêm một cái lưỡi dao nữa kìa. Dưới này nè. Ê, wow. Dưới này hả? Ừ. Tả ghê ha. Hai cái đồ cắt tảo hai bên luôn. Ừ. Rồi bây giờ để tôi đi cắt thử cái mọi người. Nè, bây giờ né ra. Ê, hôm nay mình lái mình sẽ đi đổi cái màu chiếc tàu lên các bạn ơi. Theo cái màu mình thích. Đâu rồi, có màu đỏ không? Đây, màu đỏ đây các bạn ơi. Dạ dạ hết. Hôm nay em lái chị Banda. Không, cái màu này mà mới gì Banda. Ê, cái này ủi rác được nè. Được kìa. Rồi, cứ đi dọn cái xe biển. Đúng rồi chị Banda, vừa nâng cấp là mình sẽ ủi rác biển này chị Banda. Ủi rác biển này, ủi rác biển liền. Rồi, à, cắt tảo nè, từ. Đây. Cắt nó cho tôi coi thử là được không? Cái tảo đáng ghét nè. Tảo hả? Ê, được nè mèo. Trời, ủi, tảo hả? Ủi, để tới đó nè. Ôi. Đã quá. Giờ mình phải đi xa, đừng câu luôn rồi. Ê, con cá bự màu xanh đang bơi hả? Ủi nó coi được không? Ủi nó sao được? Nó không bự thiệt. Nghĩ ra đi, ủi con cá đây mèo án rồi vậy. Ê mèo, ở đây còn nhiều tảo lắm nè mèo ơi. Ông tính ủi hết luôn hay gì vậy? Ờ, tôi nghĩ là ở ủi hết cái lớp tảo này, ở dưới tảo nó sẽ có một cái thành phố ở dưới đó mèo. Không, tôi nghĩ sau khi ủi hết thì chúng ta sẽ có được nhiều cá lớn hơn. Ôi, ở dưới đây thành phố thiệt nè, giỡn hoài. Thiệt hả? Thiệt. Rồi xong, phát hiện ra một cái thành phố Atlantis ở dưới nước. Nãy tôi nhìn là tôi thấy cái bóng mờ mờ rồi tôi nghi là mèo ơi. Bây giờ lên đây không? Chị cắn cưng bây giờ nha. Mèo lên đây. Em làm phiền hàng xóm. Thôi mọi người ơi, bây giờ á cũng là lúc kết thúc video này rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Tập tiếp theo nếu mọi người cho mình 100.000 like mình sẽ livestream đó mọi người ơi. Mọi người cố gắng lên nha mọi người. Còn bây giờ thì hẹn gặp lại cho mọi người trong video tiếp theo nha. Bye bye mọi người. Lấy thiền nha. Video game chỉ mang tính chất vui vẻ, không dành cho trẻ em chưa đủ nhận thức. Xin đừng bắt chước ảo tưởng game là ngoài đời thật. Không cổ xí cho bất kỳ hành động tiêu cực nào hay lại đi ngược với hình phong mỹ tục của Việt Nam.